sinh và phát triển. Như tôi vừa nói, ví dụ như các cái bệnh mà nó lây truyền từ người sang người thì nó cũng có một sự di chuyển của con người, bệnh lây truyền từ động vật thì nó có thể là do cái khả năng tiếp xúc của vật nuôi với cái người, và cái việc nêu lên là vấn đề cũ, vấn đề sở, vấn đề thuộc về ta, các cái bệnh lây truyền, vấn đề thủy đậu, quay đi, bệnh lây truyền. Cái việc thứ hai là các cái bệnh mà nó lây truyền trong cái tập quán ăn uống, các cái bệnh cúm gia cầm, nếu như chúng ta mà có nơi nào mà nó còn lưu hành những cái bệnh cúm gia cầm, nếu mà gặp hiện nay cũng rất nhiều ít, H5N1, H5N6, H7, N9 thì vân vân, mà chúng ta sử dụng nhiều, tiếp xúc nhiều thì cũng có thể là, và cái gia cầm nó lưu thông nhiều thì cũng có thể gây đến những cái bệnh tật đó. Thế rồi chúng tôi cũng cảnh báo trong dịp Tết chúng ta đi lại nhiều, bệnh dại chúng ta không đề phòng tốt, thì cái việc mà tiếp xúc với chó bị chó cắn nó tăng lên thì chắc chắn rằng là cũng có thể là vấn đề là bệnh di chuyển, cũng không phải là do thời tiết nhưng mà do cái sự đi lại của người dân tiếp xúc trong ngày Tết thì nó cũng có thể là tăng lên. Nói tóm lại thì các cái bệnh liên cầu lợn thì đấy là cũng là một cái vấn đề mà cảnh báo chưa qua chế biến kỹ, thì đó là những việc mà liên quan thì chúng tôi luôn luôn cảnh báo trong cái dịp Tết và dịp lợn. Và ở đây chúng tôi cũng như bên trong cái dịp lễ hội đi lại nhiều, khả năng lây lan nhiều, trong lễ hội thì sử dụng thực phẩm không an toàn cũng nhiều, và chúng ta không thấy rằng cũng rất phải quan tâm tới các bệnh ngộ độc thực ăn do vi khuẩn và virus, đấy cũng là một cái bệnh truyền nhiễm và cũng sẽ có những cái không thể tốt.